Làm thế nào để khiến mọi khó khăn thành động lực vươn lên, tư duy phát triển, bí quyết để thành công và sống hạnh phúc? Và hôm nay trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái vài bài học quý giá và những cái thay đổi nhỏ trong cái tư duy đã giúp mình rất nhiều từ khi mà lần đầu tiên mình ngậm ra được. Hy vọng là chúng sẽ mang lại những cái giá trị cho bạn và chuẩn bị một ly nước cũng như là thư giãn cùng mình bắt đầu nhé. Chưa làm được không có nghĩa là không làm được. Mình thì mình nhớ là trước khi ấy thì mình rất là khâm phục những cái người mà chạy marathon, nói chung là những cái người mà chạy đường dài. Mình nghĩ là trong đầu ấy là không hiểu là họ có một cái sức khỏe như thế nào, bền bỉ ra sao mà mới chạy được từng đấy cây số, khoảng 42 cây số. Sau đó thì mình đã quyết định đăng ký tham gia bán marathon với thời gian chuẩn bị vỏn vẹn 1 tháng. Bất chấp là lần chạy cuối cùng của mình chính là rơi vào khoảng cách đây khoảng hơn 3 năm, 4 năm gì đấy với cự ly là 10 cây số thôi. Từng tham gia chạy một vài lần ở cự ly gần công ty của tổ chức là 5 đến 10 cây, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ có thể hoàn thành một cuộc đua dài hơn như thế nữa. Những ngày đầu tiên luyện tập ít thì mình chỉ có thể chạy khoảng 8 đến 10 cây thôi rồi đuối sức. Mỗi lần như vậy thì mình lại tự nói mình không làm được. Nhưng sau đó thì đã thay đổi cái suy nghĩ từ không làm được thành mình chưa làm được thôi. Với cái sự kiên trì từng bước nhỏ một ý thì mình đã hoàn thành được cự ly bán marathon 21,9 cây đầu tiên của mình trong đời. Điều mình muốn truyền đạt qua cái câu chuyện này đó là cho thấy cái sức mạnh của tư duy phát triển, growth mindset, không có gì là không thể, thôi chưa có thể được ngày hôm nay thôi. Thời gian và nỗ lực sẽ biến điều không thể thành có thể. Thứ hai đó là hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Một câu chuyện khác đó là mình rất là ngại phát biểu trước đám đông. Mình cũng nhắc một vài lần ở video trước kia thì mình luôn lo lắng rằng mọi người sẽ để ý và đánh giá mình hay là việc mình thay đổi cuộc sống từ người nghiện mua sắm sang người có lối sống xanh hơn, đơn giản hơn. Một lần nữa thì mình rất là sợ bị mang ra so bì với cách ăn mặc này hay là giá trị đồ vật mình sở hữu. Dần dà thì mình mới biết rằng cái nỗi lo này có tên gọi là hiệu ứng ánh đèn sân khấu, tức là the spotlight effect. Khi ta cảm giác như là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trong bản thân ta ấy, thì nhưng thực tế thì mọi người đều bận tâm với cái cuộc sống của riêng họ. Mỗi một người bạn thì từng nói với mình rằng chẳng ai quan tâm đến bạn nhiều như bạn tưởng đâu. Câu nói đã giúp mình cảm thấy tự do và thoải mái hơn để mình có thể là chính mình mà không sợ cái ánh mắt dè bỉu hay phán xét của người khác. Tất nhiên điều này không đến trong một vài ngày, cần cái sự tôi luyện và mẫn cảm với những cái điều nhận xét bên ngoài. Tiếp theo đó là tư duy thay đổi từ loại trừ sang thêm vào. Chúng ta ấy thì thường muốn thay đổi cách ăn uống bằng cách loại bỏ những thứ không tốt như là đồ ngọt này, đồ ăn vặt này. Nhưng thay vì là tập trung vào cái việc loại trừ thì mình học cách thay đổi bằng cách thêm vào những cái món đồ tốt hơn. Thay vì nói là mình sẽ ngừng uống trà sữa hay là mình ăn snacks, mình chuyển sang mình sẽ ăn nhiều trái cây hay là rau xanh hơn. Tư duy thay đổi từ loại trừ sang thêm vào đã giúp mình cảm thấy là cái việc ăn uống nó trở nên dễ chịu và cân bằng hơn, không còn cảm giác tội lỗi là khi mỗi khi thưởng thức một cái món yêu thích hay là ăn snacks mà mình thích. Thay đổi là chuyện bình thường. Có một thời gian ý, thì mình cảm thấy là rất là bế tắc với cái sự nghiệp và cũng như là bị kiệt sức cháy sạch. Mình có làm video về chủ đề này, mình sẽ để phía dưới phần mô tả. Mình đã ngừng công việc mình đang làm và cảm giác như là mình đang lãng phí cái thời gian, rồi mình bắt đầu tìm kiếm và theo đuổi cái đam mê của riêng mình. Sau thì mình nhận ra rằng việc thay đổi không phải là thất bại mà là hành trình khám phá bản thân. Một người bạn đã nói với mình, việc thay đổi là dấu hiệu bạn đang lắng nghe bản thân của bạn và không ngừng tiến về phía trước. Điều quan trọng là chúng ta cần kiên nhẫn với chính bản thân và chấp nhận rằng cái hành trình của mỗi người đều khác nhau, timeline của mỗi người đều không giống nhau. Bạn có thể trở thành một cái giám đốc ở tuổi dưới 30 mà cũng có thể trở thành một nhà văn, nhà khoa học ở bất cứ độ tuổi nào theo đuổi cuộc sống mà bạn mong muốn. Mình đang trong thời gian tìm lại chính mình, đó cũng là lý do mình quay trở lại với blog, với podcast hay là video tìm hiểu về cuộc sống đơn giản và chia sẻ về sức khỏe tinh thần, sống bền vững hơn, xanh hơn và giản đơn hơn. Cách bạn làm một việc thì nói lên tất cả. Một bài học nữa mà mình nhận ra được là từ một cái vài hành động và những cái lời nói mà những lời góp ý của người thân quen, đó là cách bạn làm việc nhỏ sẽ phản ánh tất cả các việc mà bạn làm. Từ việc nhỏ đến việc lớn, nhiều người thấy mình vội vã khi làm những cái việc đơn giản như là dọn dẹp, ăn uống, nấu cơm. Mình luôn thúc giục, mình luôn muốn làm xong nhanh để chuyển sang việc khác kiểu như multitasking. Nhưng được nhắc nhở rằng
Sống vội không làm cuộc sống tốt đẹp hơn mà chỉ khiến cho mọi thứ rối bời lên, mình luôn căng thẳng. Từ đó thì mình cố gắng tập trung hơn vào từng việc mình làm hoặc là học cách trân trọng từng cái khoảnh khắc một thay vì luôn gấp gáp, vội vã, và cũng đang cố gắng hiểu được cái ý nghĩa của chánh niệm một cách sâu sắc hơn. Đặt mục tiêu vừa tầm. Nếu bạn đặt mục tiêu quá lớn mà không đạt được nó ấy, điều đó có thể khiến cho bạn nản lòng này, bạn nhụt chí này. Một cách thay đổi là chuyển từ mục tiêu kết quả sang mục tiêu hành động của bạn. Thay vì đặt cái mục tiêu như là mình muốn đạt được 10.000 view, xem 10.000 lượt xem, 10.000 like hay 10.000 subscribe, hãy chuyển sang mình sẽ đăng ít nhất một video mỗi tuần. Khi tập trung vào cái hành động thay vì kết quả ấy, thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và kết quả tốt hơn sẽ đến tự nhiên, bởi có những cái kết quả mà nằm ngoài cái dự kiến của bạn, bạn không control được ý, như là thuật toán của Google hay là YouTube, Facebook. Mình chỉ tập trung vào đạt 10.000 lượt đăng ký này hay là views này mà có nhiều điều ngoài ý muốn xảy ra, thì mình nên tập trung vào cái quá trình và chẳng hạn như là cố gắng làm video một cách đều đặn thay vào bắt trends, hoặc là luôn học hỏi để có thể nâng cấp editing video, tham khảo sách, trải nghiệm nhiều hơn để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình, xương máu của mình và những cái bài học với khán giả một cách chân thật nhất, không chỉ là dựa trên sách vở. Khi bạn muốn có tất cả, cuộc sống thì có rất là nhiều ước mơ, nhiều mong muốn, nhiều nguyện vọng, dang dở, nhưng chúng không thể đến cùng một lúc được. Vì mình cũng có từng có thời gian sống ở nước ngoài và rất là nhớ gia đình, nhưng lại yêu cuộc sống tự do ở nơi mới này. Khi mà mình chưa lập gia đình ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ mua một căn nhà, mình sẽ có một ngôi vườn ấm cúng. Nhưng sau khi có vườn, có nhà rồi thì mình lại muốn được đi khắp nơi như trước kia. Mình muốn tự do tự tại và có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Có người đã nói với mình, bạn có thể có mọi thứ mong muốn nhưng chỉ là không phải tất cả cùng một thứ, cùng một lúc. Điều này giúp mình nhận ra rằng mỗi giai đoạn đều có vẻ đẹp riêng và chúng ta cần học cách trân trọng từng cái giai đoạn đấy. Đừng quá khắt khe với bản thân. Cuối cùng thì cách chúng ta đối xử với bản thân của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì chúng ta không thể làm một cái tạo một cái khoảng cách với chính bản thân mình được. Và hãy học cách đối xử nhẹ nhàng, tử tế với bản thân. Nếu có lúc mà bạn cảm thấy thất vọng, thấy nhụt chí thì hãy thử nói về mình như nói với một người bạn là mày hãy cố lên, bạn hãy cố lên, cố gắng hết sức rồi mà. Điều này giúp giảm bớt sự tự trách móc và xây dựng một cái mối quan hệ lành mạnh hơn với chính mình, vì mình đã cố hết sức rồi, yêu bản thân hơn, biết quan tâm và chăm sóc bản thân hơn, có một cái tinh thần sảng khoái, sức khỏe bền bỉ thì mới có thể quan tâm và yêu thương người khác được. Mình rất là mong được lắng nghe những cái bài học và câu chuyện riêng của các bạn, và các bạn có thể chia sẻ những cái suy nghĩ và cũng như là trải nghiệm của bạn, các bạn đã giúp các bạn thay đổi cái tư duy để có cùng học hỏi và phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình hôm nay trong video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.